Dạ xin kính chào quý cô chú và các bạn đã quay lại với channel của mình. Mình là Thuận Nguyễn, kênh An Giang Ngày Nay. Hôm nay mình có cái dịp về chỗ Châu Phú An Giang của Chiến đó để review cho quý cô chú xem, giới thiệu giao lưu những cái cây mai tàng có thể nói là đẹp xuất sắc đó cho quý cô chú giao lưu. Thì mình mời quý cô chú và các bạn cùng mình giao lưu với Chiến ha. Xin chào Chiến ơi. Dạ chào thân. Hôm nay cũng nghe Chiến thông báo là giới thiệu cho quý bà con giao lưu đó cái cây, những cái cây mai tàn đẹp của mình đó. Dạ. Thì giờ mời Chiến chào bà con và giới thiệu luôn nha Chiến. Dạ em cháu xin kính chào quý cô chú bác và anh chị em. Hôm nay em cháu về có hai cây mai chung và cây mai mini ba dạ. Cây. Cảm ơn quý cô chú bác đã ủng hộ em cháu clip vừa qua. Em cháu xin thật là cảm ơn. Rồi. Cũng chúc quý cô chú bác và chị em ngày mới an lành hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. À. Trong cái buổi làm clip mà em cháu có điều chuyện sơ xuất, mong quý cô chú bác anh chị em bỏ qua. Rồi. Cháu. Đó thì đầu clip cũng Chiến cũng giới thiệu là cây nguồn gốc xuất xứ cho bà con giao lưu nha. Dạ cây này ở An Giang anh. Mai An Giang ha. Dạ. Đó thì giới thiệu quý bà con thì đây là cái cây số 1 ha. Dạ. Giờ Chiến giới thiệu cho bà con luôn Chiến ơi. Dạ cây này là cái bông là dảo anh. Bông dảo ha. Từ 7 đến 12 cánh. Rồi, dạ, bông dảo. Đẹp luôn. Thông tin đẹp. Cho quý cô chú ha. Dạ. Bông dảo từ 7 tới 12 cánh nha quý dạ. Cô chú. Đó bây giờ mình tổng thể một lần cho bà con cô bác xem nè. Đó cái dáng của em đó nha. Đây. Chi cành bên trên. Cái này Chiến giới thiệu chứ ơi. Chi cành nhạo anh. Chi cành nhạo mờ cổ. Thân lắc đẹp lắm. Đó, từ trên xuống lắc dưới quý cô chú. Đó nhạo lắc lưỡng ha. Dạ. Cái thân thì nu anh. Rồi từ từ cái mình ghi cho bà con xem ha. Đó cái thân nha bà con. Đế thì đế thú. Đây. Đó ghi xuống từ từ cho bà con xem, càng xem càng rõ thì bà con dễ giao lưu nè. Đó cái bộ đế là hình thú ha. Dạ. Đây Chiến chỉ những cái nu xù nè. Đấu nu cho bà con xem nè. Đây một cục, hai cục, ba cục. Này lên dài dài lên nu đều đều. Coi như dài dài lên trên là dạ. Có mấy cái chi cành là có nu hết. Nu ra hết ha. Thân nu, cành nu luôn. Đó, giới thiệu càng chi tiết thì bà con dễ giao lưu nha. Còn dưới đế nó cũng xù nu nè. Đây dưới đế đây quý cô chú ơi. Đó thì mình cũng là kênh An Giang Ngày Nay, là cái cầu nối giữa người chơi cây cảnh và nhà vườn. Thì mình cố gắng mình ghi hình chi tiết rõ cho quý cô chú xem và dễ giao lưu và cảm nhận nha. Cây này em cháu bông bao bông quý cô chú bác anh chị em là từ 7 đến 12 cánh cô chú. Bông to đẹp lắm. Bao bông 7 tới 12 cánh ha bông, cho quý cô chú. Bông hai lớp đẹp lắm luôn. Ừ. Em cháu chụp hình rồi nhưng mà hình gì này đưa hình không thấy đâu. Rồi. Đó thì mình đi một vòng đi ha. Đi một vòng cho bà con nhìn cái bộ đế đó nè. Đó bộ đế nó đây bà con ơi. Cây này chưa tết thì là ok cô chú. Tại vì người ta tết qua rồi ta thúc cái tàn vô nè. Rồi. Cho nó dày lại. Coi như cái thời điểm này là mình dưỡng mình chơi tết là rất là ok nha bà con. Ở đây có đuôi luôn cô chú. Đó. Chiến giới thiệu cho bà con nè. Có, đế hình thú nè. Ừ. Em nó có mấy cục nụ. Đấy nó già lắm cô chú ơi, cây này già lắm à. Ừ. Đây. Đấy thì lên xù cho tóc hết rồi. Chi tiết cho bà con xem nè. Đó, cái mặt này là cái hình của con thú ha. Nó có hai cái chân ở trước rất là lực. Cây này khá đẹp cô chú. Mình đấy. Thấy nó cũng có cái dấu xù ở dưới góc ha. Nó xù hơi dấu hiệu xù. Cây này hoành không lớn nhưng mà đế thân đầu tay cành đều đẹp toàn diện. Bông đẹp đẹp luôn. Bao bông cho quý cô dạ. Chú luôn ha. Khá ok. Tại vì cái lô mai này của ông già em trồng là cây nằm bông đẹp hết. Ông bao nhiêu mà em thấy rồi, em cháu thấy rồi, em thấy. Coi như là đẹp. Mai này là mình biết ha. Dạ. Mình biết bông mà, luôn. Cái nào mà em cháu không thấy bông em cháu không dám bao. Đây là bao bông luôn đó. Dạ. Đó. Đây là mình tổng thể lần nữa cho bà con xem cái dáng đó nè. Đó, cái dáng em nó cũng rất là cao nha. Chiến coi lấy cái thông số cho bà con giao lưu với bà con luôn Chiến ơi. Dạ. Chi cành bên trên em nó cũng rất là cao ha. 38 rồi nè. Khoan từ từ để mình ghi vô cho bà con xem ha. Chi tiết cho bà con xem nè. Đó. 37 rồi. Rồi vị trí này 37 ha. Dạ. Mình trao đổi cũ nữa. Đo thẳng thước đi cho bà con hình dung. 54 54 rồi 54 ngay vị trí đó nghe quý cô chú.
đo chủ yếu là cho bà con hình dung được cái kích thước của nó với lại cái dáng của em nữa nè. 2m2 anh. Rồi 2m2 ha. Dạ. Rồi đo thêm nhiều chi tiết cho bà con hình dung đi. Tại vì nhiều khi có nhiều bạn 75 ha. Dạ. Có nhiều bạn góp ý là đo tại sao mà đo nhiều? Bởi vì mình đo nhiều á thì cái người chơi người ta mới cảm nhận được cái kích thước của cái cây. Trong video phải đo nhiều. Đó, chứ nhiều khi mình đo sơ sài quá thì khó khăn cảnh số 1 anh. Không có hình dung được cái cây nha quý anh em. 63. Rồi thoát thân là 63 ha. Đó, tới cái chi cành thứ nhất nha bà con. Đó, từ cái bộ đế lên. Từ mặt bầu lên. Đó, cái tàn nhiêu? Tàn hiện tại em nói là 119. À, tàn mình thúc vô là 119 rồi ha. Đó, có gì là nữa nó bung ra nữa đó bà con. Tết cái chi cành cả hai. Đó, mình dưỡng là Tết là nó rộng ra nữa. Rồi chiều cao luôn chứ ơi. Chiều cao tầm 2,5 m trên. Đây, chiều cao tổng thể đây bà con khoảng 2,5 m ha. Dạ. Mình ghi chi tiết lại lần nữa cho bà con dễ hình dung nha. Cái đường kính bầu cho cô chú biết tham khảo vô chậu. Đó mình đo vậy để mà mình nếu mà mình có vô chậu là mình biết cái kích thước nha quý bà con. 92. Đường kính 92. 92 ha. Dạ. Nếu mà 92 thì mình vô chậu là chắc khoảng 1 m mấy đó nha. Dạ. Đó. Chứ nhiều khi mà mình đo sơ sài quá thì mấy anh em nói là đo chi nhiều quá. Mình đo nhiều thì bà con dễ giao lưu dễ hình dung cái cây đó. Để em đo tay cành đó thì cũng rất cảm ơn những ý kiến đóng góp của quý bạn xem kênh để mà mình phục vụ tốt hơn. Tay cành số 118 anh. Rồi từ từ để mình vô ghi cho bà con xem nè. Đâu thấy ra cho bà con hình dung nè. Đây mình qua đây mình ghi cho bà con xem nè. Đây đó tay cành số 1 ha. Đó 18. Đo nhiều vị trí để mà bà con biết. 16 anh. 16. Đó. Cây này rất là đẹp của chú. Từ đế đến thân, thân hình nu, tay cành thì nhạo cổ. Thân hình lắc. Nu đế đẹp, đế thú. Đó, thân là nó có những cái nốt nu lên rồi bà con. Đó, bông thì bao bông đẹp rồi đó. Bông thì khỏi lo rồi đó. Để em cho cái cộng cộng điểm này cho cô chú tham khảo nè. Cho nhiều vị trí cho bà con. 16 anh. 16 ha. Không 16. Rất là lực nha bà con. Không nó bự quá mà. Không được đâu. Được. Đo thêm đi, đo thêm nhiều cho bà con dễ hình dung. 20 anh. Rồi 20 ha. Yeah. Rất là lực luôn bà con ơi. Đây mình chi tiết là cái bộ đế nè. Bộ đế là quan trọng nè. Cho bà con hình dung cái bộ đế của em đó nè. Đây cái dáng này là hình một cái con thú nha. Cái rất đẹp. Rồi bây giờ mình tổng thể lại lần nữa và mời Chiến vô giao lưu với bà con cái cây số 1 nha Chiến ơi. Cây số 1 này em cháu xin giao lưu với cô chú bác anh chị em là 22 triệu. 22 triệu ha. Rồi ship làm sao? Ship thương lượng. Này giao lưu tại vườn ha. Rồi, quý bà con mà có cái nhu cầu thì cứ liên lạc với Chiến nha. Đó thì Chiến sẽ trao đổi thêm. Rồi mình sẽ để cái số của Chiến ở bên cái góc trái của màn hình đó. Quý cô chú cứ mạnh dạn liên lạc với Chiến để mà tìm hiểu thông tin của cây. Cây này là em cháu nhắc lại cho cô chú bác tham khảo được rõ là cây bông bao đẹp. Bông bao đẹp ha. Cây là sống khỏe đó nha bà con. Cây này ta nuôi trên bồn. Đó, Chiến giới thiệu chi tiết cho bà con thì bà con dễ giao lưu thôi. Gửi nhiều lắm nè cô chú. Đằng sau này đây gửi. Đó thì kênh An Giang ngày nay cũng như là Chiến Châu Phú thì cũng gửi lời cảm ơn tới quý cô chú đã tin tưởng và ủng hộ. Đây mình chi tiết vô một lần nữa cho bà con xem nè. Đó, tay cành của nó nè, hình ảnh cái này là mình về mình dưỡng là Tết nay mình chơi được rồi đó nha bà con. Cái gợt cầm gửi đấy nó là lên thùi cấp thôi nè. Ở đây thì nó cũng cấp này cầm gửi cho má vậy. Còn rễ ở dưới nữa đó nha bà con. Cái gì vậy nè. Rồi bây giờ mình mời Chiến giới thiệu cây tiếp theo cho bà con nha. Rồi Chiến giới thiệu Chiến ơi. Dạ em cháu xin giới thiệu tiếp theo là cây số 2 anh. Cây số 2 quý cô chú ơi. Cây số 2 này nó hoành cũng không lớn nhưng mà nó vip. Rồi dạ. Cây này đẹp ha. Đây mình tổng thể lần lần cho bà con xem cái bộ tàng của nó trên nè.
Đó, Chiến vừa giới thiệu đi, mình ghi hình chi tiết cho bà con xem. Cây này bông nó sao mà nó nguyên thủy, nó to bằng cái miệng ly của người phơi anh. Cây này bông bông nguyên thủy hả? Dạ. À, bông nguyên thủy. To bằng cái miệng ly của người phơi mình đó. À, là bông rất là to ha. Dạ. Ừ. Trong đó dảo có 12 cánh có. Mà dạ. Bông to lại cái bà lớn nè. À, rất là to bông ha. Dạ, bấm vô gặp cái bông hết hồn em chụp hình lại. Ừ. Đây quý bà con nè, vô chi tiết nha. Mình chi tiết cái bộ đế cho bà con xem nè. Bộ đế thì nó đẹp lắm. Nó đặc kẹo luôn. Ồ, bộ đế này rất là lực. Dạ. Bà con mà đều quá ha. Xù luôn anh. Rồi, Chiến giới thiệu đi Chiến ơi. Hai cành rồi xù hết luôn nè. Đây. Ở bên trên nè bà con. Dạ. Ơi. Cây thì xù xù rất mạnh. Từ đây lên đầu chính là nách đây thì cành nó xù. Mấy nách nào xù hết rồi bà con ơi. Dạ. Cây này rất là khỏe nha bà con. Đó, mình ghi chi tiết cho bà con xem nè. Đó, những cái nách đó là những cái vết sụ không đó nha. Cái clip vừa rồi với cái clip này là để đáp tới là chung chủ của anh. À, coi như là chung chung một cái chủ vườn ha. Dạ. Đó, chi cạnh là mỗi một cái chi ra là nó có một cái dấu sụ hết nha con. Đây nè, bệt. Chi tiết nè. Đó, rất là khỏe cây luôn. Đó. Đó, thân thì một cốt thẳng ha, cốt trực nè bà con ơi. Để mà mình đi một vòng cho bà con hình dung cái đế, bộ đế của em đó nè. Rồi Chiến giới thiệu vừa giới thiệu luôn. Cái này cái đít bự nhưng mà ở dưới nó đặt luôn anh. À đặt luôn nè. Ở dưới đặt ha. Nè nó coi nè. Đó. Đặt kẹo như luôn không có trống luôn. Dễ thích thường thường là đế nơm nhưng mà nó trống như này là đặt kẹo luôn. Ừ. Coi như là nè, cái cũ đế dưới đặt ha. Nè. Giống như là hai đế này nè. Nó không có trống á, nó không có trống á. Nè. Cũ đặt kẹo đây nè. Nè. Đó, chi tiết cho bà con xem nè. Nè, con chú tính này gãy nè. Đều đây nè. Ừ. Là một nó đặt ha. Đặt kẹo luôn. Ừ. Ở đâu có hết. Để mình lấy nét cho bà con xem cái chú cây xù nè. Đó. Xù mạnh lắm nè. Bữa đấy này đó, là chảy đều luôn nha bà con. Ừ. Đang tầm. Đều 24 giờ luôn. Ở quý cô chú ở đây là một cũng là một cái cây để quý cô chú đáng để nè, mà dạ. Quan tâm nha. Cái này cũng bự trong đây nè. Cây xù đây nè. Đó, mình cố gắng mình chi tiết cho bà con xem để dễ giao lưu ha. Đó, bộ đế này rất là đẹp xuất sắc luôn đó bà con ơi. Đây, chi cành bên trên lại lần nữa cho bà con xem nè. Đó, nó có những cái vết vết sù ở mấy cái chi ra nè. Cây này rất là khỏe luôn. Cây này giảo 92 cánh anh, nhưng mà nó có la vô là bông nhiều mét to bằng bằng cái miệng ly vậy đó. Nó nguyên thủy mà bông nó ngộ ha. Dạ. Rất ngộ. Đó, chi cành bên trên nè quý cô chú ơi, rất là đều tay luôn nha. Bệt bệt này, đó, nó không có lép nha, nó đều luôn á. Đó. Đó, ghi chi tiết cho bà con xem tay cành bên trên nè. Đó, ở phía bên sát bên trên nó cũng có những dấu sù luôn nè. Đó, sát sát cho bà con xem nè. Đó. Đó, chút lên trên để mình zoom lên cho bà con xem. Đó, bên tuốt bên trên nó cũng có sù luôn nha, chứ không có ấy, không có là trống nha. Cây này rất là đẹp luôn bà con. Cây này đặc biệt nhất là cái bộ đế anh, cái bông bông rất lạ. Ừ. Bộ đế quá chung quá, nó quá tuyệt, nó đẹp kẹo nẹo luôn. Đích tay cành đồ rất là đều luôn á. Dạ, anh coi nè, lớp để hai lớp đế nè. Đích nó bự mà hai lớp đế thành thử ra ở trong không trống cái nào hết. Ừ. Cây này rất là đáng để sưu tầm bà con ơi. Sù rất mạnh. Ừ. Rồi lấy thông số Chiến ơi, để bà con hình dung nè, mình đo nhiều vị trí đi. 38 anh. 38 ha. Dạ. Ừ. Em đo tủ. 70 anh. 70 ha. Nói chung hao hao cho bà con xem cái kích thước của nó để dễ hình dung. Dạ. Tại vì cũ nó đo chính xác, thẳng dây quá thì tôi chạy dây lên. Ừ. 2m1 ha. Đó, cái bộ đế dưới nha bà con. Rồi đo thốt thân luôn, đo nhiều vị trí cho bà con dễ hình dung nha. 50 anh. Rồi 50. Ừ. Đo mấy cái chi cành cho bà con hình dung luôn nè, nó ngay chỗ cái nốt sù nè, số 1 nè. Ừ, sù số 1. 24 nè. Ừ, 24 ha. Rất là to luôn bà con ơi. Rồi bên kia. 19 anh. Rồi bên kia 19 ha. Ừ. Thẳng nó tới trên luôn con chú ơi. Đó thì nó đều hết nha bà con. Nó lên thì nó giót lên trên ha. Dạ. Lên thì nó giót lên.
cái chiều ngang của anh đó. Rồi, lấy chiều ngang với chiều cao cho bà con hình dung luôn nè. Cây okay, rất là chiều ngang có 2m1 anh. Ngang 2m1 ha. Chiều cao khoảng nhiêu chứ ơi? Cao hơn 2m5. Chiều cao cho nó 2m5 hơn ha. Đây bà con xem lại cái bộ tàng của nó nè. Đó, tàng thông rất đều luôn nha bà con. Mà đặc biệt á là cái bộ đế đều đó, lực 24 giờ. Bông bông này tới Tết là cô chú là không ngờ nó đẹp mà nó lạ lắm. Rồi. To như cái miếng liễu cũng phê mình vậy đó. Coi như là chiến bao bông cho bà con nghe chứ nha bà con ơi. Em cháu định là cái cây này giữ lại là tính Tết bây giờ luôn, đặng cho cái khi mà bông nở ra mình mới thấy ha. Mà cô chú mới tin. Chứ hiện giờ cô chú chưa tin cái bông bông lạ đâu, đẹp lắm. Đó, bộ đế rất là lực luôn bà con ơi. Đó, ghi lại lần nữa nè. Bông lạ mà nó bự bằng cái ly mà nó hai lớp bông luôn. Giống như mà dở vậy đó, mà to lắm. Nó có hai lớp bông, bông dở mà hai cánh có. À. Bông lạ đó. Bộ đế đây bà con ơi. Đặc biệt với người này cô chú, cái rễ này lắm. Đây là nó đặc nha bà con, chứ không phải là nó bọng ở trong nha, nó đặc luôn đó. Đặc trong luôn, không bọng luôn. Đây mình ghi rõ cho bà con xem nè, đó. Là nó đặc ở trong củ đặc luôn. Ở đây cũng vậy nè. Đặt luôn có ém chứ không giờ mình nó cố gắng ghi rõ cho bà con là bà con dễ hình dung, dễ giao lưu. Đây tổng thể lần nữa đây cho quý cô chú xem nè. Đó, cây rất là đều cây luôn. Cái này chơi Tết là giờ là không còn chỗ chơi luôn nha bà con. Để mình qua cái góc độ này mình ghi cho bà con xem coi. Đây cái góc này. Đó cái tàn nó nghe bà con. Đó cây là để đáng để bà con sưu tầm nha. Cây này về là cái cây này về mình nuôi mà chừng 2-3 năm nữa mà khi nó thất tốt rồi nó xù mạnh lắm luôn, xù cái này là nó xù dữ luôn nè. Cục. Nó khỏe lắm bà con ơi, khỏe mạnh lắm. Rồi bây giờ Chiến vô giao lưu cái cây này cho bà con ơi Chiến ơi. Dạ. Em cháu xin giao lưu với cô chú bác anh chị em, cây này là giá 35 triệu. 35 triệu ha. Dạ. Rồi giao lưu tại vườn với quý bà con ha. Cô chú xem tham khảo nha, cây hoành nhỏ nhưng mà đặc biệt là đích đẹp, đế đẹp. Bông nó đẹp. Đó thì còn diện xù nữa. Rồi quý cô chú mà xem trong quá trình xem đó mà có nhu cầu thì cứ liên lạc với chỗ Chiến nha. Mình để cái số của Chiến ở góc trái của màn hình. Quý bà con cứ mạnh dạn liên lạc để mà tìm hiểu. Cây này cũng để là đáng để cho quý cô chú sưu tầm để mà chơi Tết ha. Rồi mời Chiến giới thiệu cây tiếp theo cho bà con Chiến ơi. Cây tiếp theo là cây số 3. Cây số 3 ha. Dạ. Rồi Chiến giới thiệu đi Chiến ơi. Cây số 3 này của thằng em, nó mua chơi mà nó kẹt tiền nha, nó kêu em bán giùm nó. Rồi vậy là giống như cây phôi ha. Dạ. Cây phôi nha bà con ơi. Cây này nguyên thủy luôn nha cô chú. Nguyên thủy ha. Cành nguyên thủy nha, không ghép. Không ghép nha. Cô đấy khá quá. Đây, bây giờ Chiến quay nhẹ nhẹ vòng đi cho bà con hình dung cái bộ đế đó nè. Đế nơm sổ lên ha. Đó, đây tổng thể nha bà con. Cái khuyết điểm của em nó là trên này nè. Rồi. Có cái bọng. Chiến giải thích cho bà con nè. Em xử lý rồi. À. Ngay này nè, em xử lý rồi. Em coi như là ở trên đây nó có một cái vết ha. Rồi đã xử lý rồi. Đó, quý bà con chỉ về chơi ha. Không bao nhiêu hết. Đây, đây, bộ đế bên dưới đây bà con ơi. Quay nhẹ nhẹ đi Chiến. Đó, bộ đế sổ nơm rất quái nha bà con. Cái này mà mình để lên một cái chậu dĩa làm dáng bonsai rất đẹp ha. Cái này ta nuôi nhỏ lớn mình cái gì. Đây tổng thể cho bà con xem nè. Rồi Chiến lấy thông số đi Chiến ơi, để cho bà con dễ giao lưu nè. 22 anh. Rồi vị trí này 22 ha. Dạ. Rồi. Rồi đây cái đi, cho tôi thông khảo. 53. Rồi. Tổng bình đấy em đó. 107 anh. 107 ha. Dạ. Hào hào cho bà con hình dung cái dáng của em đó. 68. Chiều cao 68. Dạ. Quý cô chú. Khá là quái đẹp của chú. Cái dáng này cũng dáng độc ha. Dạ. Dáng nó lạ. Để, 32 anh. Rồi sổ nơm 32. Dạ. Ừ. Bà con xem cái dáng của nó nè. Để mình cũng... quá vậy cà nà. Để mình để lên một cái chậu dĩa mình chơi bonsai luôn, rất là đẹp. Cây này về cô chú không có thích chơi bông nào đó, đại lộc hay là ghép vô. Ghép vô rất ok luôn. Tết cái bông luôn. Cây cái thế này mình cứ ghép là tết cái bông anh. Đúng rồi, bây giờ là mình ghép được rồi đó.
chứ để cận quá thì nó không kịp. Rồi quay một vòng nữa đi chứ ơi, quay một vòng nữa cho bà con hình dung cái dáng đó nè. Đây mình vô cái bộ đế cho bà con rõ, coi rõ nè. Đó, bộ đế nó nơm lên rất là độc. Rồi Chiến giao lưu cái phôi này cho bà con luôn chứ ơi. Dạ, em giao lưu cái phôi này là 3 triệu mốt anh. 3 triệu mốt ha. Dạ, bao ship 300 km. Rồi ship cho bà con 300 km luôn đó. Dạ. Đó. Thì đó. Để anh ôm tay cho cô chú tưởng tượng được bự. Bộ đế này cũng cũng tương đối là lớn đó bà con. Đó thì trong quá trình ghi clip đó thì quý cô chú có để ý cái cây nào thì cứ mạnh dạn liên lạc với chỗ Chiến nha quý cô chú. Đó mình để cái số của Chiến ở góc trái của màn hình. Quý cô chú cứ mạnh dạn liên lạc để mà thêm hỏi thêm thông tin ha. Đó thì vừa qua Chiến cũng giới thiệu những cái cây mai tàng dưới phôi của Chiến đó. Thì Chiến chào bà con Chiến ơi. Dạ xin cuối clip xin rất mong quý cô chú bác anh chị em ủng hộ cho em cháu. Anh cháu xin cảm ơn. Rồi. Dạ cũng chúc quý cô chú bác anh chị em một buổi chiều an lành bên gia đình của mình. Rồi, rất cảm ơn Chiến nhiều ha. Đó thì thưa quý bà con, mình cũng đã giới thiệu chỗ giao lưu của Chiến Châu Phú đó, bà con cũng quen thuộc rồi. Cảm ơn rất nhiều bà con những cái sự tin tưởng của kênh An Giang Ngày Nay và Chiến Châu Phú. Cũng xin gửi lời cảm ơn tới quý cô chú đã tin tưởng trong thời gian qua. Thì trong quá trình ghi clip thì cũng không tránh khỏi những cái thiếu sót, mong bà con góp ý ha. Đó thì những cái video mà em cháu đưa lên đó thì cố gắng ghi hình rõ để giao lưu với quý cô chú. Thì trong quá trình xem quý cô chú có thắc mắc gì đó thì cứ comment bên dưới. Và đừng quên nhấn cái nút đăng ký và hình chuông bên góc phải để luôn nhận được những cái video mới nhất của em cháu để mà giới thiệu và giao lưu những cái cây mai phôi đẹp cho quý cô chú giao lưu nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú ở những cái video tiếp theo.